I'm proud to make an historic announcement. Our campaign will be the first presidential campaign in history to accept Bitcoin donations through the Lightning Network. As president, I will make sure that your right to hold and use Bitcoin is inviolable. You should be able to own your own private keys the same as you own the keys to your car or own your wallet. I will reverse the government's growing hostility toward this industry and keep innovation at home. And I encourage you to expand your use of pro-environmental energy techniques, such as capturing waste methane and using waste heat. However, I want to make one thing plain. The environmental argument should not be used as a smokescreen for an agenda of suppressing Bitcoin. Americans have come to distrust the government, including the way that it has manipulated our money supply to benefit the very rich and to prosecute endless wars. Bitcoin is a bulwark against precisely this kind of government and corporate expansion and intrusion. The public ledger of Bitcoin makes every transaction transparent to everyone. It might therefore... Đây là một bài phát biểu của Robert Frank Kennedy tại Hội nghị Bitcoin năm 2023 vừa rồi. Đây là một cái bài tuyên bố một cách công khai đầu tiên của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Robert Frank Kennedy Jr. Ông nói rằng là với tư cách là Tổng thống, tôi sẽ đảm bảo rằng quyền sử dụng và nắm giữ Bitcoin của bạn là bất khả xâm phạm. Bitcoin không chỉ là bức tường thành chống lại chủ nghĩa toàn trị và thao túng nguồn cung tiền của nước Mỹ hiện tại, và nó chỉ ra con đường hướng tới một tương lai trong đó các tổ chức chính phủ minh bạch hơn và dân chủ hơn. Thì Robert Frank Kennedy là ứng cử viên tổng thống năm 2024 của Đảng Dân Chủ. Và trong cái một cái khảo sát giữa những cái đảng viên của Đảng Dân Chủ về cái độ tín nhiệm, ủng hộ của họ đối với cả các cái ứng cử viên mà đảng sẽ đề cử trong cái cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, thì Robert Frank Kennedy đã vượt qua tổng thống đương nhiệm là Joe Biden trong cái cuộc bầu cuộc gọi là bỏ phiếu tín nhiệm đó, và ông đã chiếm 49%. Và Robert Frank Kennedy gần đây, hôm qua thôi, ngay ngày hôm qua thôi, thì chúng ta lại thấy một cái tuyên bố khác nữa của ông, rằng là ông thề sẽ thay đổi cái tình hình của đồng đô la bằng cách là quay trở lại cái bản vị, nghĩa là giúp đồng đô la được bảo chứng bởi một cái đồng tiền hoặc là một cái tài sản chắc chắn hơn. Trước đó thì chúng ta có là đồng đô la được bảo chứng bởi vàng. Và trong cái đề xuất của ông thì ông sẽ nói rằng là đồng đô la sẽ được, nếu mà ông được bầu cử làm tổng thống, thì sẽ được bảo chứng bởi nhiều cái tài sản cố định và chắc chắn hơn. Và trong đó thì có Bitcoin, nghĩa là Bitcoin sẽ được sử dụng như là một trong những cái tài sản, một trong những tài sản dùng để bảo chứng, để mà phát hành đồng đô la. Và trong kế hoạch của ông thì ông nói rằng là gì ạ? Đây, phát biểu vào ngày 19 tháng 7 là ngày hôm qua, thì Kennedy tuyên bố rằng việc hỗ trợ, nghĩa là việc bảo chứng đồng đô la Mỹ bằng thứ mà ông gọi là hard money, tiền tệ cứng, bao gồm là vàng, bạc, bạch kim hoặc Bitcoin, có thể sẽ giúp tái ổn định nền kinh tế. Việc hỗ trợ đồng đô la và các nghĩa vụ nợ của Hoa Kỳ bằng tài sản cố định có thể giúp khôi phục sức mạnh trở lại của đồng đô la, kiềm chế lạm phát và mở ra một kỷ nguyên mới về ổn định tài chính, hòa bình và thịnh vượng của Hoa Kỳ. John Frank Kennedy là một trong những ứng cử viên tổng thống công khai ủng hộ cho Bitcoin, và ông là một pro Bitcoiner. Nếu mà mọi người xem ở trên cái Twitter của Robert Frank Kennedy thì mọi người sẽ thấy ông có rất nhiều các bài viết về Bitcoin, về cái việc mà ông ủng hộ đồng Bitcoin, và ông nói rằng là cái việc mà chính phủ Mỹ đang viện rất nhiều cớ để mà tấn công vào cái crypto cũng như Bitcoin là một điều sai lầm. Đó. Và trong một cái thông báo mà mình vừa mới phát cho mọi người xong, là một cái tuyên bố công khai
của ông rằng ông sẽ ủng hộ Bitcoin, và gần đây nhất là ông còn tuyên bố rằng là nếu mà ông thành tổng thống thì Bitcoin sẽ trở thành một tài sản dự trữ quốc gia của Hoa Kỳ và dùng để bảo chứng cho đồng đô la. Đó, thì đấy là những tuyên bố mình nghĩ rằng sẽ đem những cái bước ngoặt rất là lớn cho thị trường. Đương nhiên không có gì là chắc chắn rằng là John Frank Kennedy sẽ là một cái người sẽ trúng cử tổng thống cả. Điều đấy là chúng ta không thể đoán trước được. Tuy nhiên rằng mọi người biết rằng là Robert Frank Kennedy Jr. là ai? Ông chính là con trai của tự tổng thống Robert Frank Jr. cha. Robert Frank Kennedy cha. Và ông sinh ra trong một gia tộc, gia tộc Kennedy là một gia tộc cực kỳ nổi tiếng ở trong cái chính trường của nước Mỹ. Vì vậy nên mình nghĩ rằng cái tiếng nói, và bây giờ ông là đại diện cho cả gia tộc. Ông là đại diện cho cả gia tộc bởi vì ông thay mặt cho gia tộc để đứng ra để mà vận động cho cái cuộc tranh cử sắp tới. Tiếng nói của ông cũng là tiếng nói của gia tộc Kennedy, và gia tộc Kennedy không phải là gia tộc nhỏ. Việc mà Robert Frank Kennedy Jr. ủng hộ Bitcoin, theo mình nghĩ đó là một trong những cái sự ủng hộ rất là lớn đối với cả cộng đồng, đối với cả cộng đồng Bitcoin cũng như là cộng đồng crypto nói chung. Với sức mạnh của gia tộc Kennedy thì mặc dù nếu mà Robert Frank Kennedy có không trúng cử tổng thống Mỹ, thì với cái sự ảnh hưởng ở trong cái trong trong cái chính trường nước Mỹ, thì chúng ta cũng sẽ thấy cái phía cán cân ủng hộ cho việc mà hợp thức hóa Bitcoin cũng như là những cái hành lang pháp lý sẽ thúc đẩy cho cái sự phát triển và tự do của Bitcoin nó sẽ mạnh mẽ hơn những cái bên mà chống phá. Đó. Bởi vì ngay ngày sáng ngày hôm nay thì mọi người thấy rằng mình có đưa một cái dự luật, đây mới chỉ là dự luật thôi chứ chưa chưa được ban hành thành luật. Và cái dự luật này là để làm gì ạ? Với họ đưa ra cái dự luật này với cái mục đích là chống lại cái việc mà sử dụng crypto hay là tiền điện tử để mà tài trợ cho những hoạt động trái phép, ví dụ như là khủng bố, cũng như là chống cho cái việc mà rửa tiền thông qua sử dụng tiền điện tử. Thì với cái mục đích mà họ đưa ra ban đầu như vậy, họ muốn quản lý toàn bộ thị trường tiền điện tử này giống như là họ đang quản lý các cái thực thể ngân hàng tập trung. Và để mà làm được cái việc mà quản lý cái giao thức DeFi giống như là những cái ngân hàng tập trung, thì họ đưa ra những cái cách ở đây mình nghĩ rằng nó khá là đi ngược với cả cái việc hoạt động của DeFi. Và cái này thực ra nếu mà việc này thực hiện thì nó sẽ không cấm được DeFi, mà ngược lại nó sẽ là cấm những người dân Hoa Kỳ sử dụng DeFi. Đó, nó không phải là cấm DeFi khỏi người dân Hoa Kỳ, mà ngược lại nó cấm người dân Hoa Kỳ khỏi sử dụng DeFi, bởi vì bản chất của DeFi là phi tập trung. Nó phi tập trung ở đâu? Bởi vì nó hoạt động trên các giao thức, hoạt động một cách độc lập, hoạt động một cách phi tập trung và hoạt động một cách hoàn toàn tự động. Nó gọi là permissionless, nghĩa là không cần một cái sự cho phép của bất kỳ ai cả. Và những cái bên mà họ chỉ mặt đặt tên ra ở đây để họ muốn là gì ạ? Nắm đầu những cái ông to đó. Quan điểm của tất cả những người mà quản trị theo cái hệ thống truyền thống thì họ đều là gì? Muốn nắm đầu một người có trách nhiệm cao nhất ở trong cái tổ chức để yêu cầu cái người đấy thực hiện những cái yêu cầu mà chính phủ và những cơ quan quản lý đưa ra. Thì ở đây quan điểm của những cái người mà đưa ra cái dự luật về quản lý DeFi này á, thì họ quan điểm rằng là DeFi cũng phải có người cầm đầu. Đấy, và họ cố gắng lần mò ra những cái người mà có thể ảnh hưởng lớn đến với những cái giao thức DeFi đấy, tuy là nó phi tập trung. Và ở đây họ chỉ mặt đặt tên ra hai thực thể mà họ nghĩ rằng là hai thực thể này sẽ là cái thực thể sẽ giúp cho họ có thể kiểm soát ở DeFi. Thứ nhất là ở đây là gì ạ? Là những cái thực thể cung cấp giao diện. Đó. Cung cấp và xây dựng giao diện nhá, cái interface mà chúng ta đang tương tác với và sử dụng với á. Đó thì là họ nói đến đó là những cái thực thể mà cung cấp giao diện người dùng, ví dụ như là Uniswap này hay là một inch. Thì mọi người phải hiểu là Uniswap hay một inch hay là MetaMask ấy, ví MetaMask, họ thực ra chỉ là những cái tổ chức mà làm ra cái giao diện người dùng để giúp chúng ta có thể tương tác một cách dễ dàng với cả blockchain thôi. Đó.
giúp chúng ta tương tác dễ dàng với blockchain, với smart contract thôi, chứ người ta không phải là những người sở hữu cái blockchain hay là cái smart contract đó. À, Uniswap có thể chết, một inch có thể chết, MetaMask có thể chết, nhưng mà cái tài sản của mọi người ở trên những cái smart contract đấy không mất. À, tài sản của mọi người, ví dụ ở trên ví của MetaMask cũng không mất, nó vẫn nằm ở trên đó. Cái mà mọi người lưu trữ và giữ lại là cái phần private key của mọi người, thì cái private key đó mọi người có thể dùng bất kỳ một cái bên cung cấp nào khác ngoài MetaMask cũng được. À, ví dụ như là một cái bên, ví dụ như là Just Wallet chẳng hạn. Just Wallet nó cũng là gì, một bên cung cấp giao diện thôi, chỉ là cái giao diện để mà móc nối vào blockchain để mọi người có thể nhìn thấy số dư của mọi người trên ví, thì mọi người hoàn toàn có thể sử dụng cái private key mà sinh ra khi mọi người sử dụng cái ứng dụng MetaMask, nó import nó vào Just Wallet và mọi người lại có thể sở hữu lại cái ví của mọi người ở trên blockchain. Bản chất tất cả nó nằm ở trên blockchain, chứ nó không nằm ở trên một cái bên cung cấp giao diện nào cả. Đấy, nhưng mà chính phủ thì họ muốn quản lý, và vì vậy nên họ đã gọi là nhìn tìm ra cái hạ sách là quản lý chính những cái bên mà cung cấp giao diện. Thì những cái bên cung cấp giao diện đó thì sẽ bị chính phủ quản lý và phải yêu cầu là thu thập thông tin về khách hàng trước khi sử dụng cái dịch vụ giao diện của cái bên đó. Ví dụ bây giờ mọi người dùng DeFi thông qua cái giao diện của Uniswap, thì khi mọi người connect cái ví vào Uniswap qua giao diện Uniswap thì nó sẽ bắt mọi người KYC, sẽ phải chứng minh thư nhân dân, tất cả các thứ giống như là một cái sàn tập trung như kiểu Binance hay là Coinbase chẳng hạn. Thì mình nghĩ rằng điều đó là bất khả thi, và cái điều đó là cực kỳ vô lý, bởi vì người ta hoàn toàn có thể bỏ qua Uniswap và sử dụng bất cứ một cái bên cung cấp giao diện người dùng nào khác để mà có thể truy cập vào cái DeFi của họ. À, vào những cái smart contract của họ, chứ không cần Uniswap. Nếu mà Uniswap đưa ra cái đó thì rõ ràng họ sẽ không có những người mà sử dụng nữa, họ sẽ chuyển đến chỗ khác, và không thiếu những cái bên cung cấp giao diện người dùng khác ngoài Uniswap. Và cái việc mà bắt buộc như vậy, mình nghĩ rằng nó cũng sẽ tự nhiên nó sẽ tạo một cái áp lực để cho chính những cái bên cung cấp giao diện, ví dụ như Uniswap và MetaMask, loại bỏ người dùng Mỹ ra khỏi những cái người dùng mà họ sẽ phục vụ. À, họ sẽ loại bỏ người dùng Mỹ ra khỏi người dùng phục vụ. Và đương nhiên họ không thể chết được. Không thể chết được. À, và mọi người biết là tài sản mọi người nó nằm ở trên DeFi, nằm trên blockchain, nằm trên smart contract, chứ không phải nằm ở trên những bên cung cấp giao diện. À, vì vậy nên yêu cầu như vậy nó rất là vô lý. Và một cái thứ hai nữa là cái dự luật này á, là họ lại muốn quản lý thêm một cái nữa là ngoài những cái quản lý thêm một cái thứ nữa là ngoài những cái bên họ cung cấp giao diện lớn, giao diện người dùng lớn như Uniswap hay là MetaMask nó phổ biến như vậy, thì họ muốn là gì, nếu mà họ không kiểm soát được những cái, họ sẽ quản lý sang những cái người và những nhà tài trợ, ví dụ như là với một giao thức DeFi. Ai là cái người mà đầu tư quá 25 triệu đô vào cái giao thức đó thì sẽ là cái người đứng ra chịu trách nhiệm và phải có nghĩa vụ thực hiện cái việc là kiểm soát được thông tin khách hàng. Ồ, cái điều này mình nghĩ rằng nó còn vô lý hơn nữa, nó còn vô lý hơn nữa. Và đương nhiên rằng là mình nghĩ rằng nó khá là khó để khả thi, khá là khó khả thi. Tuy nhiên rằng với cái tư duy quản lý tập trung đối với cả những giao thức phi tập trung, thì cái việc mà họ đưa ra những cái biện pháp như vậy, thì nó cũng là đương nhiên thôi. Họ sẽ tìm mọi cách, với tư duy của họ là tìm mọi cách tìm cái ông đứng đầu. Ví dụ như là Ethereum chẳng hạn, có người nói rằng là sẽ tìm ra Vitalik. Nhưng mà mọi người không hiểu rằng Vitalik bây giờ chỉ là một cái biểu tượng tinh thần và là một cái thành viên của cộng đồng Ethereum thôi. Không có một ông nào có thể đứng đầu ở trong cái cộng đồng Ethereum đó để đứng ra bảo là sẽ bất cả những ai mà sử dụng cái giao thức DeFi ở trong Ethereum thì đều phải KYC, đều phải thu thập thông tin được khách hàng cả. Không có một ai đủ quyền lực để làm điều đó. Và nếu mà khi, quan điểm của mình, khi mà thực sự có một ai có đủ quyền lực để mà làm điều đó thì giao thức Ethereum sẽ sụp đổ. À, bởi vì lúc đó là cái lý do hình thành phát triển, lý do tồn tại của nó đã mất. Nó là phi tập trung. Nếu mà ai mà có thể quản lý từ tập trung nó thì có nghĩa là nó đã mất, nó đã học, mà không có ai sẽ tham dự vào nữa cả.
người ta tham dự vào Ethereum bởi vì chỉ bởi vì nó đủ phi tập trung và không có một ai có một quyền quyết định lớn nhất ở trên đó. Không có một ai là một ông CEO, không có ai có một quyền dừng hoạt động toàn bộ hệ thống, cá nhân yêu cầu dừng hoạt động toàn bộ hệ thống. Không có một ai có quyền yêu cầu tịch thu Ethereum ở trên ví của bạn cả. Thì đấy mới là cái lý do để người ta tham dự những cái giao thức phi tập trung như DeFi như là Ethereum. Và một khi mà có cái điều đó xảy ra thì giao thức sẽ chết. Đấy là cái quan điểm của mình. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là cái áp lực về mặt pháp lý đối với cả thị trường Hoa Kỳ bây giờ cũng khá là lớn. Thì sau cái chiến thắng của Ripple, sau chiến thắng của Ripple đối với cả Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ, thì chúng ta thấy nó đã khá là có tín hiệu tốt cho thị trường crypto. Ngoài cái việc là chúng ta có những ứng cử viên tổng thống ủng hộ thị trường như là Robert Frank Kennedy Jr., thì chúng ta cũng còn có những cái người khác nữa. Đó. Ví dụ như ở đây chúng ta có này Frank Hin thì có gửi một cái ông đã gửi lá thư cùng với cả Dusty Johnson đến Gary Gensler, nhấn mạnh cái việc tầm quan trọng của việc tham gia hiệu quả, nghĩa là yêu cầu Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ phải phối hợp. Phối hợp ở đây là phối hợp với ai? Ở đây chúng ta có này Ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ về Dịch vụ Tài chính Đảng Cộng Hòa. Frank Hin là phó chủ tịch của Ủy ban. Mình có dịch lá thư gửi đến Gary Gensler của hai người. Một là gì? Frank Hin. Frank Hin ở đây là ai? Là thành viên quốc hội, là chủ tịch và của tiểu ban về tài sản kỹ thuật số và công nghệ tài chính và hội nhập của Hoa Kỳ. Và ông cũng là phó chủ tịch của Ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ về Dịch vụ Tài chính Đảng Cộng Hòa. Đấy, đều là hai người chuyên trách. Dusty Johnson thì cũng là chủ tịch. Đó. Cũng là chủ tịch của cái tiểu ban về hàng hóa và tài sản kỹ thuật số và phát triển nông thôn. Cả hai người này thì đều là chủ tịch chuyên trách của ủy ban liên quan đến tài sản kỹ thuật số của Hoa Kỳ và đều là thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ. Cả hai người thì cùng viết một cái lá thư để gửi đến yêu cầu Gary Gensler hợp tác, bởi vì ở trong này, mọi người nhìn này, trong khi Quốc hội làm việc để thu hẹp khoảng cách pháp lý thì SEC, nghĩa là Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ đã chọn cái việc là điều chỉnh các cái hành lang pháp lý này bằng cách thực thi, nghĩa là bằng cách người ta liên tục kiện Ripple, kiện Binance, kiện Coinbase, kiện và kiện thôi. Đó. Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ đã tìm cách điều chỉnh trung gian tài sản kỹ thuật số thông qua nhiều quy tắc và hành động của nhân viên, là các cái hành động liên quan đến cái việc thực thi như mình vừa nói. Đó. Và trên thực tế, các đảng viên của Đảng Cộng Hòa và Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã gửi nhiều thư tới Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ bày tỏ mối quan ngại với một số quy tắc đề xuất và hành động của nhân viên. Cái tự ẩn này không dẫn đến sự tuân thủ bảo vệ khách hàng, mà ngược lại còn tạo ra sự nhầm lẫn hơn nữa, như đã được thể hiện qua phán quyết tóm tắt gần đây với cả Ripple. Mối quan tâm này trở nên trầm trọng hơn bởi một số hành động của Ủy ban dường như được sắp xếp thời gian trùng khớp với hoạt động liên quan của Quốc hội, dường như mọi tính toán để tác động chính trị xã hội công khai một cách tối đa. Nghĩa là những cái ban chuyên trách của Quốc hội này họ buộc tội Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ là đang lạm quyền, đang lạm quyền và đang cố gắng nâng cao cái sức ảnh hưởng của mình đối với cả thị trường thông qua những cái cuộc kiện tụng liên miên, và cái việc này nó không dẫn tới đâu cả, và theo họ nói rằng là nó thậm chí là nó không không thể bảo vệ khách hàng, ngược lại tạo ra sự nhầm lẫn đó, tạo ra sự nhầm lẫn và những cái sai lệch ở trong thị trường crypto cũng như là các cái thị trường tài chính khác. Đó. Thì chúng ta thấy là sau cái vụ kiện giữa Ripple và Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ, đã có nhiều bên bắt đầu đưa những cái tiếng nói của mình cụ thể hơn đối với cả Quốc hội, đúng không ạ? Thì mình nghĩ rằng là điều chỉnh này là cần thiết và nó cần có sự tham dự của Quốc hội, chứ không thể để một mình Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ tiếp tục làm cái câu chuyện điều chỉnh thị trường thông qua những cái vụ kiện liên miên như vậy được. Đó.
Tiếp đó thì chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay bên Gary Gensler vẫn chưa, chúng ta thấy có nhiều bên rất là phản đối Gary Gensler, nhưng mà bản thân Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ cũng như là Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ là Gary Gensler, ông vẫn chưa dừng lại ở đó. Và trong một cái yêu cầu hôm thứ Tư vừa rồi thì ông yêu cầu thêm là gì? Cụ thể mình không muốn giật tít nhiều, bởi vì nếu mà giật tít thì sẽ nói rằng là Gary Gensler yêu cầu 2,4 tỷ đô để mà quản lý thị trường crypto, nhưng không phải. 2,4 tỷ đô mà Gary Gensler đã được thông qua trước đó rồi, đó là cái ngân sách hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ cho cả năm 2024 đối với cả tất cả những hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ. Đó. Tất cả hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ, và Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ sẽ yêu cầu thêm, ở đây Gary Gensler nói rằng là sẽ yêu cầu thêm, xin thêm là 72 triệu đô nữa từ Quốc hội. Xin thêm 72 triệu đô nữa để làm gì? Để thuê thêm 170 người chuyên trách cho cái mảng crypto, chuyên trách cho mảng crypto. Đó. Vậy là chưa dừng đúng không? Ở trong cái điều trần gần đây nhất của Gary Gensler ở Quốc hội thì Gary vẫn còn rất cứng. Và ngoài cái việc là xin được gần 2,4 triệu đô cái kinh phí, cái budget cho năm tài chính 2024 sắp tới ở hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ, thì ông lại còn cố xin thêm 72 triệu nữa để chuyên để xử lý cho thị trường crypto thôi, và thuê thêm 170 người chuyên trách. Đó. Rất là vẫn rất là cứng, vẫn rất là cứng với cả thị trường. Ngoài ra thì chúng ta có một cái số thông tin nữa, ví dụ như là đây là cái báo cáo tài chính quý 2 của Tesla. Và trong cái báo cáo tài chính quý 2 của Tesla thì chúng ta thấy rằng là cái phần này, digital assets, mà đây là Bitcoin đó, thì nó vẫn là 184 triệu đô, vẫn có trị giá 184 triệu đô, không đổi suốt 3 quý, quý 4 năm 2022, quý 1 năm 2023 và quý 2 năm 2023 vẫn là 184 triệu đô. Đó, trước đó thì Tesla đã bán một lần rồi, từ 218 xuống còn 184 triệu. Đó, như vậy là trong quý 2 vừa rồi thì Tesla không có hoạt động mua bán Bitcoin gì cả, vẫn hold và vẫn nằm im ở đó. À, tại sao cái con số này nó không đổi mà giá Bitcoin đổi? Thì thực ra là bởi vì là theo cái nguyên tắc tài chính kế toán á, thì con số này nó không đổi được, không đổi theo cái giá trị tài sản thay đổi. À, cái này như là nó tính theo cái giá nhập vào, nó tính theo cái giá nhập vào, chứ nó không phải là cái giá trị thực sự của Bitcoin tại thời điểm hiện tại. À, vì vậy nên con số nó giữ nguyên như này thì nó vẫn là thể hiện cho cái việc là họ không mua không bán một ít Bitcoin nào cả. À, thì đấy là cái thông tin mà mình muốn chia sẻ trong cái video ngày hôm nay. À, thị trường thì vẫn tiếp tục phát triển, thị trường vẫn tiếp tục phát triển, và chúng ta thấy là rõ ràng thị trường crypto tới thời điểm hiện tại nó đã trưởng thành, đã đủ trưởng thành đến cái độ mà được sự chú ý của ứng viên Tổng thống Mỹ Robert Frank Kennedy Jr., là con trai của Tổng thống Kennedy, một trong những cái gọi là gì ạ, một thế lực rất là lớn ở trong chính trường Hoa Kỳ. Thậm chí là ông còn đưa ra những cái tuyên bố rằng là ông ủng hộ Bitcoin, cũng như là thậm chí là táo bạo hơn là đưa cái việc rằng ông sẽ, nếu mà trở thành tổng thống, thì ông sẽ điều chỉnh luật để sao cho thậm chí là có thể sử dụng Bitcoin để mà bảo chứng cho cái việc phát hành đồng đô. Ngoài ra thì chúng ta thấy rất nhiều các cái bên khác cũng đang rất là tích cực ủng hộ cho crypto, ủng hộ cho Bitcoin, để dẫn đến một cái, có thể là một cái đạo luật, một cái hành lang pháp lý thoáng hơn để cho cái công nghệ này tiếp tục phát triển ở Mỹ. Bởi vì chúng ta đang nói ở Mỹ, Mỹ là một trong những cái thị trường lớn nhất thế giới, thì nó cũng có ảnh hưởng rất nhiều đến cả crypto với Bitcoin. Ngoài ra thì cũng vẫn có những cái bên muốn quản lý một cách gọi là tiêu cực. À, ví dụ như là Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ, hay là cái dự luật mà gần đây nhất sáng nay mình vừa mới chia sẻ mọi người về cái việc mà quản lý những cái giao thức DeFi, cũng giống như là cách mà họ quản lý các ngân hàng hiện tại. À, dù gì thì mình nghĩ trong cái lịch sử của nước Mỹ luôn luôn có cái sự đấu tranh, bởi vì nó là một cái nước khá là tự do.
các bên sẽ liên tục đấu tranh với nhau và cuối cùng chúng ta sẽ có được một cái đạo luật về crypto. Mình nghĩ rằng nó sẽ win-win, nó sẽ tốt cho cả những người mà đang đầu tư hoạt động trong thị trường cũng như là những cái cơ quan quản lý hiện tại của nước Mỹ. Nó sẽ làm cái win-win chứ không phải là nghiêng bên nào cả. Và nó sẽ mở đường cho cái câu chuyện Bitcoin ETF spot sắp tới. Chúng ta thấy có rất nhiều tin đồn, rất nhiều tin đồn và rất nhiều hy vọng rằng là quỹ Bitcoin ETF sắp tới sẽ được thông qua. Thì đó là những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay. Và nếu mọi người thấy video này hay và có ích thì mọi người có thể cho một like, một share, một subscribe kênh YouTube của Rubber Steep. Và mọi người có thể tham dự thêm cái kênh Telegram của bọn mình để có thể cập nhật được nhiều cái thông tin mới và sớm nhất. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người một tuần làm việc hiệu quả. Hẹn mọi người trong những video tiếp theo.